con thì bà con vui lòng đăng ký kênh. Thì với clip này bên trái cây thường buồn lắc có quay lại cái video mà xử lý cái vườn bơ bút 7 thành công, đó là không vùng trái của anh Quýnh ở ngã ba Hồ, Cà Rông Năng, Đắk Lắk. Thì với clip này á thì bà con để ý xem nè, tất cả ngọn bơ của cái bơ bút á hiện tại đã già hết rồi, có hiện tượng già lá hết. Thì bà con gần đây thì cái nguyên nhân chính mà để rụng cái bơ bút á là nó phát độc non, và cái thứ hai nữa là bà con đã bón phân dưới gốc nhiều, làm cho dinh dưỡng nuôi tập trung nuôi vào ngọn hoàn toàn là gần như 100%, thì lúc đó sẽ làm cho cái bút mình rộng hết. Thì đây là cái vườn mình quay lại cho bà con xem về cái quy trình mà đã xử lý thành công cái bơ bút 7 của anh Quýnh. Nhưng mà cũng có một số trái là nó bị con bò xít nó chích thì nó bị đen quả thôi, còn những trái mà lúc ảnh mời bên trái cây thơm buồn lắc vào xử lý á, thì những quả bơ này nói chung là nó rất là đẹp và xanh bóng. Như bà con để ý xem nè, trái nào nó rất là xanh đều và đẹp. Thì qua cái hướng dẫn của kỹ thuật á, bên trái cây thơm buồn lắc á, thì anh Quýnh cũng bắt đầu cũng bỡ ngỡ rằng không nghĩ là nguyên nhân chính của mình á, là cái phát đọt non. Mà sau khi xử lý khoảng có 3 đợt về cái phát đọt non của cái bơ bút á, thì anh thấy rất là hiệu quả và thành công. Thì đây là nãy giờ mình quay toàn bộ về cái những cái cây bơ nó đậu trái và không phát đọt non. Thì ở đây anh trồng là 230 gốc bơ bút, thì đậu được 100 gốc và hiện tượng trái bây giờ không có rụng nữa. Bạn xem ảnh rất là vui mừng và sung sướng với cái mùa bơ của vườn anh khi mà xử lý là không còn rụng nữa. Thì với cái mùa bơ năm nay á, thì mình khẳng định với bà con là giá dao động từ 100 đến 200 nghìn đối với một cây bơ bút, thì giá thành này rất là cao. Nếu bà con chúng ta tập trung vào cái trồng cây bơ bút và chăm sóc kỹ á, thì lãi suất rất là cao. Thì đây là vườn bơ, khi mà mình tới kiểm tra đó, bà con xem là tất cả các cây đều rất là sai, từ cây nhỏ đến cây lớn rất là đều. Thì cái mô hình này anh trồng theo hai phương án, đó là trồng xen tiêu và trồng bơ hết, thì tán bơ cũng rất là đều và đẹp. Được sự hướng dẫn về làm cành thì kỹ thuật á, thì anh Quýnh anh cũng công nhận đều là những cái bơ cao cắt đọt kìa, thì tán nó bung ra rất là to. Và cái thứ hai nữa là trái rất là lớn, khi mà tán nó cắt đọt đi sẽ nuôi tán hết, nuôi tàn hết, xung quanh rất là to. Thì với cái bơ này á, các bạn xem á, đọt nó bị hãm và đứng hết rồi đó, không có xuất hiện cái đọt non nữa. Thì cái việc chặn đọt non á, mình cũng khuyên bà con phải chọn đúng thuốc, đúng liều lượng, không nên ra đại lý chúng ta mua những cái siêu vi lượng rồi kẽm bo kali trắng á. Nếu bà con phun những cái đó vào á, mình khẳng định 100% ngọn nó sẽ không đứng, mà nó vẫn dẫn đến tình trạng là trái nó rụng rất là nhiều. Thì với những cái bơ này á, bà con xem nè, trái rất là xanh đều và đẹp hết. Hồi nãy giờ đi quay á, mình quay bà con xem á, gần 20 gốc nhưng mà đâu còn cái bơ rụng đâu. Lúc trước vào thì rụng rất là nhiều, nói chung là anh Quýnh ảnh cũng lo lắng và u sầu, phun tứ tung là thuốc hết, thuốc nào cũng phun hết á, phun nẹt á ảnh chán luôn, không biết làm gì nữa. Nhưng mà khi mà được tư vấn và xử lý, ảnh xử lý đúng 3 đợt phun thuốc chặn đọt đẹp trái bóng trái của thuốc Nhật, thì vườn bơ của anh đã được đẹp và rất là sai trái. Thì clip này á thì mình quay toàn bộ cho bà con xem về quy trình đã xử lý thành công, khi mà anh Quýnh đã dẫn mình đi xem vườn và thăm lại. Thì bây giờ chỉ cần khắc phục một cái nữa là lo bóng trái đẹp trái, chống nổ trái trên cây bơ bút. Thì còn vấn đề ngọn thì chỉ khắc phục sơ sơ thôi, có nghĩa là chúng ta vẫn phun thuốc chặn đọt cho tới khi nào mà trái bơ bút mà nó lớn, mà nó khi đó mà nó vẫn còn bị cái hiện tượng là rụng trái khi mà đọt nó phát á, thì lúc đó chúng ta vẫn tiếp tục phải dùng. Và khi nào mà dùng tới cái giai đoạn mà trái nó thành cơm hạt và lớn luôn á, thì phun đều cái lượng mà bóng trái đẹp trái á, thì bơ nó sẽ không rụng mà nó duy trì đến cuối tháng 11. Thì lúc này á, thì hầu như tất cả các loại bơ đều hết, chỉ còn duy nhất đó là bơ bút 7. Thì lúc này thì bà con giữ lâu thì giá thành nó cao. Còn cái việc chặn đọt á, là bà con phun thường xuyên, cái này mình nhắc lại cho bà con biết. Còn việc mà khi mà bón phân thì lúc nào bón phân á, thì khi nào trái lớn bự to thì lúc đó mới bón phân. Lúc này tập trung nuôi vào trái để cho cái nguồn dinh dưỡng trái nhiều, không bị rụng nữa. Lúc này bà con phun bo rồi kẽm rồi chống rụng trái, đẹp trái bóng trái lớn trái, thì đó là những dòng thuốc mà sinh học của Nhật á. Chứ còn bà con phun những cái tiệm thuốc Việt Nam mình á, thì nói chung nó vẫn tốt, nhưng không phải là không tốt, nhưng mà nó thành phần nó không cao bằng với thuốc nước ngoài. Thì đây là những cái vườn mình kiểm tra á, thì anh Quýnh dẫn đi á, hồi nãy giờ mình xem rất là nhiều, thì cũng có một số gốc là nó bị xì mủ. Thì thân trên gốc á, thì anh cũng được hướng dẫn là sử dụng cái Rinomin và Arifos 400 á, pha sệt lại và quét trên gốc. Thì tí nữa mình sẽ quay thêm một cái clip cho bà con xem về cái tình hình mà cái lở cổ rễ á, lở thân, thối thân trên cây bơ bút. Đó, thì đây cũng là toàn bộ clip mình quay cho bà con xem. Thì một lần nữa bà con vui lòng đăng ký kênh.
thì những cái lúc mà đăng ký kênh của bà con thì sẽ tạo mình một cái động lực để mình quay những cái video tiếp theo cho bà con xem. Thì bà con cứ theo dõi những video tiếp theo bên Trái Cây Thơm Mùa Lắc, thì hầu như kênh này là kênh nông nghiệp 100% và những hình ảnh này là hình ảnh thực tế để cho bà con xem, bà con nắm được và đưa ra những ý kiến của mình để chăm sóc cái vườn bơ của mình. Thì đây là những cái gốc bơ bị xì đó, bà con xem nè, bị xì hết nên mình cho phương án là khoét hết cái hố phần mà bị xì cây bơ và quét Ridomin và Aliphos trên. Thì cái việc quét này nó rất là lợi ích cho bà con nông dân. Rồi xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi. Cái clip này rất là dài nên bà con cứ theo dõi về những cái quy trình phía sau. Mình quay toàn bộ về cái vườn bơ. Thì bơ này thì phun hết toàn bộ là thuốc sinh học nên bà con cứ yên tâm về chất lượng và rất hoàn hảo và giá thành rất là cao, không có một chút nào gọi là hóa học, toàn bộ là sinh học. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi.